em ai cũng nhận ra nó để được nhá. Mời What? Hà núi. Hà núi. Cái này là bánh kim à? Mọi người thấy Ma Lê Đệ trở về với giới tính thật thế nào? Đó. Đỉnh cao chưa? Ôi, đầy thêm đôi guốc nữa kìa. Ôi, đưa lại phải cho guốc. Guốc chân bé làm gì có guốc nhỉ? Có đi guốc nữa nhỉ? Thế này là được rồi, nhìn em nhìn thấy em thế này là quá đẹp. Đẹp vãi trưởng nha các bạn. Mọi người, có thấy mình đẹp không quý vị? Đâu? Quý vị có thấy Ma Lê Đệ đẹp không quý vị? Nào, bây giờ sẽ là đến cái phần thử thách dành cho Ma Lê Đệ. À không phải thử thách, nó là hình phạt rồi. Bây giờ sẽ lên siêu xe của mình sẽ đèo đi. Bốc đầu. Không, kinh lắm. Người đẹp là phải ngồi siêu xe. Siêu xe là phải có đại gia. Lấy thử đây phải người đẹp thì không phải đấy ngả ấy sao ôi sao thẳng người đấy phải cao người công chúa người đẹp ngủ trong rừng đang được hoàng tử bế đi ra khỏi ruộng rồi ok đã đến ruộng. À bây giờ Ma Lê sẽ phải có một phút quẩy trên ruộng lúa nha mọi người nhá. Nhưng mà em không biết quẩy thì sao? Không cần biết đấy, ai bảo thua thì phải chịu. Một phút cho người đẹp quẩy cho đồng bắt đầu. Cái hình phạt đầu tiên đã xong. Nản nỉ. Và bây giờ nữa là hình phạt thứ hai là về nhà tự trêu chó của nhà mình. Sẽ đeo khẩu trang và xem chó có nhận ra Ma Lê Đệ không nhá. Đấy. Về đến nhà Ma Lê Đệ rồi nhá. Bây giờ sẽ vào xem là mẹ Ma Lê Đệ có nhận ra không. Mọi người xem có nhận ra không.
đấy, buộc lại cái buộc lại kia đằng sau mất rồi. Đây, đằng sau quay. Chưa kịp. Chị cho em hỏi là nhà lương y lương chữa ở đâu ạ? À? À, thế hả? Em để em bốc thuốc ạ. À được ạ. Đã đi bịt khẩu trang để vào xem xem mẹ bao điện nhận ra không? Tạo dáng nào, phải có duyên với nào nào. Chưa kịp mà, chưa kịp dạ mẹ mình gì à? Mẹ mình ngay đang chào em kìa. Đi chơi mẹ. Quá các con gái mẹ. À, con gái mẹ. Bây giờ đi đi vào xem còn còn ai trong nhà không ạ? Anh à? Không, chưa chó. Chưa chó. Chưa mấy con pet của em. Vào hỏi như thuốc. Ok. Chó nó biết sao được đâu. Đấy, ok. Đi. Nói nhà không ạ? À giờ chưa ở đây có phải là nhà lưu đi chưa không ạ? Phải. Cháu ở đâu với em mà xin thế? Đấy, các bạn thấy chưa nào? Bỏ một lần nữa. Xách 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 lại cái thằng nhèm đi. Chó nhà nhìn được của chó mà chó. Đấy. Đang định giả vờ lên bốc thuốc kia chứ phải nói phải nói giả vờ ngậm quả phát hiện mất rồi ngậm quả chanh vào mồm xong rồi nói ngậm quả chanh vào mồm phun cứ tưởng chị nào mấy con pet của mình mà nó cũng nhận ra tại vì nó thấy đôi chắc là đôi trong huyền thoại này chắc nó đi săn nữa. Người gội đầu nghề lâu quá đấy. Giới thiệu cho mọi người là nhà mình đây là nhà mẹ mình để làm thuốc nam gia truyền ấy. Thế mình muốn giới thiệu cho mọi người biết đến hiệu thuốc nam của mẹ mình ấy, làm từ rất rất lâu đời rồi. Nóng không? Bởi vì là lương y đinh trị ước em ơi nhá. Làm thuốc nam, ai mà có bệnh gì thì liên hệ mẹ mình tư vấn cho. Mẹ mình chữa được rất nhiều các loại thuốc như kiểu là thận gan chi, dạ dày, khớp, nếu một con, nếu tinh trùng, mang thai, viêm xoang và mấy bệnh nữa mọi người ạ. Ai mà có bị bệnh gì thì liên hệ qua số điện thoại của mình là 0978 297 312 nhé mọi người nhá. Với cả một hai số nữa sau mình sẽ để số điện thoại lên màn hình cho mọi người gọi nhé mọi người nhá. Clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây đây. Lần sau có muốn phục thù không? Phục thù kéo lại bị dính nữa là ăn đến một bộ khác. Không, anh ơi, lần sau em tưởng gì em cũng phải phục thù. Trời ơi, không thể lại bị đấy luôn. Lần sau mọi người biết là sẽ làm cái gì không? Lần sau ấy sẽ là người đẹp bikini.
Lần sau nếu mà đứa nào thua là sẽ phải mặc bikini để đi diễn sau thời trang. Đấy. Đấy. Thôi clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây này. Nếu thấy clip của anh em mình hay nhớ để lại cho anh em mình một like, một share, một comment, một đăng ký kênh, nhấn chuông bên cạnh nhá. Chào tất cả mọi người.